Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Em là Thành Đạt Bất Động Sản. Thì nhắc đến bất động sản hạng sang ở Hạ Long là nhắc đến những cái cung đường mà bao biển hiện đại và các căn biệt thự dinh thự tầm nhìn trực diện ra biển. Thì tuy nhiên là do cái quỹ đất vàng vô cùng là hữu hạn và cái nguồn cung của dòng sản phẩm này thì cũng chỉ dành cho chưa đến 1% dưới thượng lưu. Thì tọa lạc tại vị trí vàng hiếm hoi còn sót lại trên cái cung đường bao biển đắt giá nhất tại thành phố Hạ Long, thì dự án The Sapphire Mansion được biết đến là một cái đại diện cho cái sự giàu có của bất động sản bên vịnh Hạ Long. Thì ngày hôm nay thì xin mời quý anh chị nhà đầu tư theo chân Thành Đạt tham quan tổng quan của dự án cũng như là tiến độ tại công trường thực tế. Xin mời anh chị. Thì hiện tại là dãy mặt biển này như anh chị đã nhìn thấy á, thì tất cả các căn biệt thự đều đã được cất nóc đó. Đó, và một số căn thì đã được hoàn thiện mặt ngoài ốp đá. Đây ví dụ như căn biệt thự này á, thì đang được ốp đá nhập khẩu Tây Ban Nha. Đấy á, là bước cuối cùng để bàn giao cho các nhà khách hàng. Như anh chị đã nhìn thấy thì đây á, phía sau hàng rào này thì em cũng sẽ xin giới thiệu là sẽ có một cái đường gom ạ của dự án ấy. Vậy là khi mà anh chị mua ở đây thì mình vừa để ở vừa có thể kinh doanh được, tại vì phía trong đấy thì anh chị hoàn toàn là có thể đậu xe thoải mái ấy. Ở đây chính là đường bao biển của dự án ấy. Phía bên này chính là biển ấy. Đấy ạ. Phía bên kia thì buổi tối mình sẽ view sang bãi cháy ạ. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy đây là cầu bãi cháy này, cáp treo Nữ Hoàng này. Đấy ạ, trước mặt biển và bên phía bên kia là cảng tàu khách quốc tế ạ. Đấy, và con đường bao biển này là con đường mà đẹp nhất của Hạ Long đấy ạ. Chạy thẳng ra này là đường bao biển xuống đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, rồi là Cẩm Phả Vân Đồn, rồi là Vân Đồn Móng Cái ấy. Là chúng ta đi theo cái chính con đường bao biển này luôn ạ. Đấy, vị trí kết nối nó rất là tốt ạ. Đấy, ngoài ra thì ở phía đằng xa kia, nếu anh chị đã tìm hiểu dự án này thì sẽ biết là sang năm thì bên em sẽ triển khai thêm một tòa cao tầng nữa. Đấy là tòa căn hộ dịch vụ cũng như là tòa văn phòng ạ. Đây ạ. Đây là hình ảnh phối cảnh. Đấy ạ. Thì sang năm khi mà triển khai thì em nghĩ là cái giá trị bất động sản của khu vực này sẽ tăng trưởng rất là tốt ạ. Đấy ạ. Phía sau chính là hai tòa. Một tòa là S1 là căn hộ chung cư, còn tòa S2 kia chính là căn hộ khách sạn đấy ạ. Hai tòa đều đã đi vào vận hành tại thời điểm bây giờ rồi anh chị nhé. Cuối năm nay thì em tin là khi mà bỏ cái hàng rào này ra, tất cả các căn biệt thự được ốp đá và không còn một bóng công nhân nào trong công trường nữa, thì cái giá trị bất động sản nó sẽ tăng rất tốt ạ. Và hiện tại cái căn 12 này em quay cho anh chị là căn để ở giữa, căn thứ hai từ góc đầu góc kia vào ạ. Đó, thì căn biệt thự này có diện tích là 255m² ạ, và hiện tại là vẫn nằm trên bảng hàng chủ đầu tư ạ. Đấy ạ. Thì đây là em sẽ quay trực tiếp cho anh chị ạ. Vâng, nếu có thời gian thì em rất là mong muốn được mời anh chị ra tham quan trực tiếp ạ. Mình có thể vào bên trong, có cầu thang lên ở trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 nhỉ. Đấy thì mình có thể là trải nghiệm nó được tốt hơn ạ. Shadow turns to sun rays and on and on.